Hello cả nhà nha, em xin chào cả nhà à, Video ngày hôm nay, đầu video em sẽ có cái chậu 40 Lê Thị Riêng này nè cả nhà, rất là đẹp Cả nhà lưu ý giùm em cái cây 40 Lê Thị Riêng này thì nó sẽ đổi màu nha cả nhà Nói chung là nó sẽ đổi màu Em có một chậu đang đi bốn hướng Một hướng này cả nhà, măng đang lên Đây một hướng nữa là hai hướng Đây một hướng là ba hướng Và đây kèm một cái măng nữa là bốn hướng Cây em bán nói chung sẽ rất là đẹp Nói chung là nó khá là hoàn hảo và khá là ok Không có điểm trừ nha cả nhà Rất là đẹp Nguyên một chậu đang đi bốn hướng Em bán em bán nhanh cho cả nhà mình cùng sưu tầm 1 triệu 6 Anh chị mình thích sưu tầm cái chậu 40 lê thì riêng này Thì chốt nhanh dùm em nha Nói chung á, cái này về anh chị mình muốn chơi chậu tác phẩm Thì anh chị mình có thể để đầy chậu đi rồi thay chậu Bởi vì cái này em cũng mới thay chậu thôi cả nhà Thang còn rất là mới nha Đó, anh chị mình có thể trồng cho nó cũ đi Và 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 khi nào mà nó đầy chậu thì anh mà chị mình sẽ thay nhưng mà những cái chậu nó đang đi nhiều hướng như thế này thì mình làm chậu tác phẩm rất là ok la luôn cả nhà 40 Lê Thị Riêng là một cái cây rất là đẹp trong dòng 40 anh chị mình mà trồng bụi càng to thì bông nó sẽ nở càng nhiều nha cả nhà và càng đạt còn nếu như mà mình trồng hướng hướng á, tuy là mình có giống thiệt Nhưng mà ví dụ như mới nở thì bông nó cũng sẽ rất là đẹp Nhưng mà hoa nó không được to đâu nha Cả nhà, bản chất của 40, cái dòng 40 là đa số nở rất là đẹp Nhưng nếu cây yếu thì hoa nó sẽ hơi bé một tí xíu cả nhà nha Em có một chậu rất là đẹp, bán nhanh cho cả nhà 1 triệu 6 1 triệu 6 thì cho cái chậu này là hai hướng thôi Thì tính ra chỉ có 800 ngàn một hướng nữa cả nhà Nhưng mà cái chậu em đang bán là nó đi bốn hướng lận rất là đẹp cả nhà nha Mời cả nhà lên đơn Tiếp theo em có một cái cây mã T14, T14 màu cam rất là đẹp, thân lá cực kỳ to luôn. T14 em bán hướng hai lá, đã có một nhát cắt và đang chuẩn bị nhú mầm. Cái này thì em mới vào chậu được một thời gian thôi, cả nhà nha, rễ nó mới đang nhú ra thôi. Chắc có lẽ cái này anh chị nào lấy thì em sẽ gỡ chậu em gửi cho cả nhà, hoặc là anh chị nào muốn để nguyên chậu em vẫn để bình thường được. Tại vì nó chưa có rễ bao nhiêu cho nên em để trong chậu được, còn nếu như nó mới nhú rễ non ra thì buộc là em sẽ gỡ cả nhà bởi vì nó chưa bám giá thể giá thể còn lay động dữ lắm một khi mình gửi trong quá trình vận chuyển thì cái phần giá thể nó sẽ cọ sát với phần rễ non đâm ra phần rễ non sẽ bị hư hết cả nhà trầy xước là hư hết rất là ổn cả nhà nha T14 hoa to màu cam dòng này thân lá rất là đẹp luôn một triệu em bao ship hướng hai là có một nhát cắt đây em có một hướng 143 đỏ vip cho cả nhà mình cùng sưu tầm cây này là của anh gì sổ ra em mua anh mức tiêu rồi nhưng mà thường thường người ta sẽ gọi đó là một bốn ba đỏ vip em có hướng hai lá đã có một nhát cắt hướng này đáng lẽ là khách lấy rồi nhưng mà không biết sao khách trả ra cả nhà cho nên là hôm nay em sẽ lên lại chia sẻ cho cả nhà hướng hướng hai lá kèm một măng đã có một nhát cắt và lá sau vẫn còn mắt rất là đẹp cái này thì anh chị nào lấy có thể gửi lại vườn hoặc là anh chị mình có thể gỡ chậu để về trồng nha cả nhà đó 143 đỏ vip anh chị mình thích siêu tầm thì anh bóc em sẽ báo giá cái 143 này thì giá nó cũng khá là cao cả nhà tiếp theo cọp đại trung lai tân thị cái cây cọp đại trung lai tân thị này nó sẽ đổi màu quá cả nhà mình mới đầu nở sẽ là vàng lưỡi đỏ và dần dần sẽ lên cam cháy lưỡi đỏ cam của nó là cam cháy nha cả nhà cam cháy lưỡi đỏ em có một chậu ba lá kèm một măng cái này cả nhà trồng tầm 1 tới 2 tháng cả nhà sẽ được 4 lá 2 triệu thì tính ra rất là rẻ trên thị trường người ta bán tầm 1 triệu hơn một triệu một lá đầu và cả nhà cái này em bán nguyên chậu ba lá mà chỉ có một nhát cắt thôi còn nhiêu mắt còn y xì luôn em chia sẻ với cả nhà là một hai triệu em bao ship nha cái măng này thì cả nhà trồng tầm sẽ tầm nhiều lắm là tháng rưỡi nữa hoặc là em nghỉ một tháng nữa thôi cả nhà sẽ được thêm một lá nữa thì thì tính ra là 2 triệu 2 triệu mà được 4 lá thì tính ra có 500 ngàn một lá mà ngoài thị trường người ta bán một lá là hơn một triệu đó cả nhà cái này rất là đẹp luôn nha cả nhà và đặc biệt cái dòng này thân lá mắt nó rất là khỏe cái này anh chị nào trồng đạt lá nó tròn mà to lắm cả nhà ơi nó to kinh khủng cơ cực kỳ đẹp cái này em chồng bị đẹp rồi mà nhìn còn xuất sắc như vậy nữa cả nhà đó cọp đài trung lai like tân thị nha cả nhà cây này nó sẽ đổi màu rất là đẹp luôn Mời cả nhà mình cùng lên đơn nha 2 triệu cho chậu như thế này Măng nè Ok lắm Em có một chậu S53 Em có một chậu S53 đang chuẩn bị đi hai hướng Cây S53 này rất là xuyên bông nha cả nhà Chia sẻ với cả nhà hướng ba lá Hướng ba lá Đâu, đúng rồi hướng ba lá nhưng mà hết mắt nè cả nhà ở đây hết mắt cả nhà sẽ xài được cái mắt này kèm thân đầu 1 triệu 250 ngàn Anh chị mình thích siêu tầm chậu S53 thì chốt dùm em cái chậu S53 này nha Cái cái S53 này màu nó sẽ rất là tươi cả nhà Nó sẽ tươi hơn so với những cây khác à, cả nhà nhìn thì cả nhà sẽ thấy nó na ná, ná dòng hát tướng Nhưng mà cái hát tướng thì màu nó không có đẳng Nó không có cửa luôn á cả nhà Không có cửa tươi bằng cái cây S53 này luôn Màu rất là tươi nha à, 1 triệu 250 ngàn bao ship Em có một cây này nè cả nhà rất là ít trên thị trường. Anh chị nào mà thích chơi những cái dòng loan lỗ lem lem á thì anh chị mình có thể chốt chỗ này. Cây này người ta gọi là memong quên mua độc biến. Memong quên mua độc biến thì nó sẽ rất là memong quên dòng memong quên mua là của của Đài á cả nhà. Nó sẽ có hai cây đột biến. Một cây màu cam và một cây màu vàng loan hoặc là màu vàng lem. Vàng lem chứ đúng là vàng lem thì cái cây này cây em bán là cây vàng lem cây vàng lem thì nó sẽ ít hơn cây màu cam cây vàng lem thì nở rất là đẹp luôn và đặc biệt bông rất là to dòng này thân lá cũng rất là to em có hướng hai lá kem một măng lá này bị lỗi nè cả nhà hồi lúc không biết bị sao nó bị vàng em cắt ngang để em giữ lại miếng lá nào được thì em giữ em chia sẻ với cả nhà cái hướng này cho cả nhà mình cùng siêu tầm hai triệu rưỡi anh chị mình thích siêu tầm cái dòng memo quen mô đột biến này thì mời cả nhà mình cùng lên đơn nha Nói chung là em chỉ còn một chậu này thôi cả nhà. Và cây này đảm bảo cho cả nhà luôn cả nhà có lướt trên gồ cả nhà cũng không thấy đâu. Nó sẽ rất là đẹp. Cây này nếu như mà ai nhìn được mắt bằng mắt thật á thì chắc có lẽ là cả nhà sẽ cảm thấy mê hơn, đẹp hơn. Còn cả nhà nhìn hoa mẫu thì nói chung là hoa mẫu này là hoa mẫu nở xa xưa lắm rồi. Hôm hổm em có một có một chú ở Tiền Mỹ Tho, Mỹ Tho chứ nở rất là đẹp luôn nhưng mà giờ em lục không có được em có xin hình bông chú đó nhưng mà em lục là không có được mà gốc là gốc em bán cho chú đó luôn cả nhà nhưng mà bây giờ không biết facebook của chú đó sao nữa. chú đó già lắm rồi. rồi không biết sao nữa mà em liên lạc không có được mà cái tự nhiên là kiểu như cái facebook đó, lâu lâu nó bị mất cái hình ảnh đó cả nhà hay là nó bị lỗi không tìm được một bông đó chứ em mà tìm được mặt bông đó em chắc cuốn rằng cả nhà cây này là không đủ mà bán luôn mặt bông này là mặt bông cũ rồi nữa không có đẹp nữa chưa có đạt còn mặt bông của chú ở Mỹ Tho nữa Cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc Hồi Đợt đó em có xin một lần rồi Mà em chưa có kịp khoe với cả nhà luôn Mà giờ không biết sao vô 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 cái facebook của chú đó là kiểu như là bị mã hóa Bị mất luôn cái facebook của cả nhà Vô là không còn hình ảnh gì hết Đúng rồi Lúc trước em cũng từng bị mất facebook là em sẽ biết Nếu mà mà gần như là mất trắng luôn Thì hình ảnh của mình nó cũng mất trơn luôn Không còn cái gì Ờ đúng rồi đúng rồi Kiểu như bị mã hóa facebook á Tiếc cái, cái hình nó rất rất là đẹp Bông cực kỳ to luôn cả nhà 16 hay 18 xăng mà nhìn Nói chung là ngầu đét luôn Nhìn nó lem 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 Kiểu như dạng chớp luôn á Cả nhà nó lem lem mà cả nhà nhìn mà cả nhà Nếu như mà anh chị nào mà chưa thì tìm hiểu về cái dòng này Thì chắc có lẽ đưa cái hình bông lên Anh chị mình sẽ tương tưởng là chớp luôn á Nhưng mà không cái này nó lem nhem vậy á cả nhà Thôi em làm video tới đây thôi Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha Chào tạm biệt cả nhà mình nha Chúc cả nhà mình sẽ sưu tầm được cái một mặt bông lan đẹp tại cái kênh youtube của Hoa Lan Như Ý. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.